Bị đau thắt ngực nhiều ngày không khỏi, người đàn ông nhập viện kiểm tra thì phát hiện sự việc khó tin. Một sự việc hy hữu đã xảy ra tại bệnh viện ở tỉnh Uran, Nga, khiến cho các y bác sĩ ở đây cũng không dám tin vào mắt mình. Theo đó, một người đàn ông có tên là Adiom Sedekin đã đến bệnh viện để kiểm tra do liên tục gặp những cơn đau cùng cực ở ngực kèm ho ra máu. Qua kết quả chụp X-quang và khám sơ bộ, các bác sĩ đã phát hiện một khối u lớn bên trong phổi và chuẩn đoán rằng anh đã mắc bệnh ung thư. Vì vậy, họ quyết định tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u này ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, khi đang tiến hành mở lồng ngực của bệnh nhân, các bác sĩ đã vô cùng bất ngờ khi tìm thấy một nhánh cây linh sam dài đến hơn 5cm nằm trong đó. Chính những chiếc lá nhỏ có đầu nhọn như kim đã đâm vào các mao mạch, khiến cho nam bệnh nhân phải trải qua hàng loạt cơn đau khủng khiếp và bị ho ra máu. Sau khi được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể, anh Sedekin cũng vô cùng kinh ngạc và thấy vô cùng may mắn vì mình không hề mắc căn bệnh ung thư. Anh còn cho biết thêm dù trải qua nhiều cơn đau, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận có bất cứ vật lạ nào bên trong cơ thể mình. Lý giải cho sự việc này, các chuyên gia cho rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, bệnh nhân đã hít vào phổi một hạt linh sam và sau đó nó nảy mầm thành cây con trong phổi. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa thể giải thích được bằng cách nào mà nó có thể phát triển mà không cần đến ánh sáng hay dinh dưỡng từ đất. Quả là một sự việc kỳ lạ đến khó tin phải không nào? Còn các bạn khán giả của Tình Bà Phúc Bí Ẩn cảm thấy thế nào về câu chuyện hy hữu trên? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới video nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bà Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bà Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.